Chào anh em bạn bè đang theo dõi kênh Người Mê Xe nha. Hôm nay ngày 4 tháng 11 năm 2022, em gửi đến các em một chiếc Super Rim, Rim Việt Nam đời 2011, xe Rim nguyên Rim, không dặm tút, không bắn tỉa, biển số 5 số, sang tên toàn quốc. Giá cực kỳ hợp lý với anh em chơi. Odo chạy 11.000 cây số. Odo đây. 11.210 km nha. Sơn zin. Máy móc zin. Em quay chi tiết anh em cùng xem nha. Và ngoài còn khá đẹp, xe không dọn, đời 2011, một đời chủ duy nhất, lốc còn tương đối đẹp ha, máy móc zin chưa bung đầu, cam liền đùm còn đẹp. Trời đang mưa sơ sơ, em quay không được kỹ cho lắm nha. Anh em mà muốn xem hình thì nhắn lên Zalo giùm em. Giá con này 39.500.000 nha anh em. Anh em nào thương mến thì điện thoại cho em, số điện thoại 0836397777. Cam liền đùm trước sau đều đẹp hết. Rồi, đổ máy anh em nghe tiếng máy nha, trời đang mưa. Giá bán 39.500.000 nha anh em. Xem xe trực tiếp tại nhà. Số điện thoại 0836397777. Rồi, em dỡ dưới cái yên anh em cùng xem. Đây. Đáp nè, 2011. Rồi, anh em nào thương mến liên hệ giùm em số điện thoại nha. Trời đang mưa, clip em xin dừng tại đây. Cảm ơn anh em bạn bè đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em bạn bè thật nhiều sức khỏe nha.